Rồi chúng ta nhìn thấy chữ download này không? Cái này này. Kích vào đấy. Nó sẽ bật sang trang download của cái thư viện jQuery này. Ủa, sao chậm vậy? Được rồi, chúng ta vào trang download chưa? Chúng ta nhìn thấy ở phần dưới này, nó có ngay ba bản của chúng ta. Thì à, hai bản chính thì chúng ta có download compress production và download uncompress development jQuery 3.2.1 đúng không? Đây là hai cái bản của hai cái file của jQuery. File nếu mà cái bản compress này có nghĩa là cái bản này nó đã được nén lại, loại bỏ tất cả khoảng trắng, được chưa? Trong file. Và cái dung lượng của nó sẽ nhẹ hơn khi chúng ta sử dụng. Còn cái file này là cái file để dùng để phát triển, dùng để sửa code, thì nó sẽ là file code kiểu dạng sạch đẹp, có dấu cách, có khoảng trắng, có enter xuống thì chúng ta dễ dàng đọc được hơn. Còn cái này là giống như kiểu file min ở trong CSS, không đọc được gì cả. Chúng ta kích vào đây để tải file về. Sao tôi không kích gì nhỉ? Đây rồi. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta đổi tên cái file này thành jQuery.min.js. Máy mình không biết đau về đâu rồi chịu. Xong chưa? À, copy cái file thư mục này, à, copy cái file này ném vào trong cái lesson 38 của chúng ta. L38 này, public này, plugin này. Tạo thêm một thư mục jQuery. Có rồi mà, hay nhầm sổ. Xong rồi paste vào trong đấy. Được chưa? Đây được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ vào đây chúng ta code như sau này. Đây chúng ta nhìn thấy jQuery và jQuery min đấy rồi đúng không? Chúng ta viết import cái thư viện này vào script có src bằng đường dẫn đến cái file jQuery kia, đọc cho tôi nào. Đọc thôi. Public. Ném cái bút vào mặt kìa. Rồi, xong. Tiếp theo ở trong này các bạn coi nè, ở trong này chúng ta có một ví dụ, có một thẻ P chẳng hạn. Thẻ P này có cái ID, ID bằng với test. Được chưa? Cái này của tôi là thiện TH. Sau đó ở phía dưới này tôi sẽ có một cái thẻ script nữa. Một thẻ script nữa. Các bạn coi nhá. Đồ, bình thường ấy, chúng ta để muốn thay đổi cái text nằm trong cái thẻ này chúng ta làm như nào? Làm sao để xác định cái thẻ P có cái ID là test? Đọc cho tôi nào. Huy nào? Đứa nào tên Huy thì trả lời. Có hai đứa thì một trong hai đứa trả lời. Nhanh. Làm sao để xác định cái thẻ P có ID test này? Dom
document chấm get element by id test. Sau đó set text của nó làm nào? Chấm gì? Chấm inner text bằng ví dụ như kiểu là t3h k31b1 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Yeah, xếp xuống chúng ta chặn open in browser. Đáng lẽ là cái text nó phải là thiện th, nhưng mà bây giờ chúng ta dùng JavaScript để thay đổi nó sang là t3h k31b1 rồi đúng không? Các bạn nhìn cái đoạn này có dài không? Khá dài và khó nhớ đúng không? Chúng ta có thể cut nó đi, cắt luôn cả inner text này đi. Đây tôi sẽ Ctrl Z này, tôi để nguyên cho các bạn. Chúng ta hoàn toàn, nếu một khi chúng ta đã dùng cái thư viện jQuery rồi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như này, đô la thăng là biểu hiện của cái gì, id trong CS đúng không, test chấm text yeah. Trong này viết là k31 t3h k31b1, xếp xuống và refresh, kết quả như nhau. Mà code thì sao? Ngắn hơn một nửa đúng không? Thế vậy thì thằng nào tiện hơn? Rồi, jQuery tiện hơn. Các bạn thử đi. Test Excel có chạy được không? Được chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn cái đoạn code này ý nghĩa như nào nhá. Như sau. Đầu tiên cái đoạn đô la đóng mở ngoặc này. Đô la đóng mở ngoặc này. Người ta gọi cái này nó tương đương với một cái thứ ở trong cái CS, người ta cũng gọi là selector. Selector của jQuery. Mà selector trong CS dùng để làm gì? Selector dùng để làm gì? Vâng, không tin là tôi gọi ông nữa à? CSS dùng để gì? Trong selector. Selector là trong CSS dùng để gì? Không biết luôn. Tiết, có bên cạnh nào? Không phải search, tầm này giờ này không phải giờ đi search nữa rồi.
ngồi dưới nào, ngoài ngoài ngồi dưới tôi chẳng nhớ tên đâu. Tâm à? Đây là tâm này, tiềm là center rồi này, định dạng các thuộc tính 30 cái rồi, cứ mỗi ngồi một đứa trả lời không được là thêm 10 cái. Ngồi cạnh tiềm nào, từ đầu tuần đến giờ chưa được chống đẩy cái nào, có vẻ kém của không biết 40 cái. Bạn ngồi dưới, ngồi trong nào, tên gì? Tới ạ. Tới không đọc giờ này, không phải giờ đi đọc nữa rồi. Ông học với tôi 3 tháng rồi, rồi bây giờ không biết selector là cái gì thì thôi, tôi cũng chuẩn bị nghỉ dạy đâu. Sao? Selector là cái gì? Bên cạnh. Selector là chọn. Đúng rồi, chọn các thẻ trên HTML thỏa mãn cái điều kiện ở trong này, cú pháp ở trong này thì nó chọn tất. 5 hàng đúng không? Giảm một nửa, còn 25 cái tự chống, phải chưa? Buổi sau, từ giờ về sau không có chuyện nữa nhá. Học 3-4 tháng rồi, không thể nhớ được cái selector là cái gì. Quá thất vọng luôn. Này các ông, sau này không ra đường, ra đường ra đời không ăn được cái gì đâu. Chỉ đi hot seat thôi. Thì ở trong JavaScript cũng vậy. jQuery chúng ta sẽ có cái cú pháp là $selector. Thì ở trong này chúng ta biết string, định dạng của nó là string. Thì chúng ta có thể là chọn một cái ID thì dùng dấu thăng, chọn một cái class thì dùng dấu chấm, chọn một cái thẻ thì dùng tên thẻ luôn. Dùng chọn một cái thuộc tính thì viết ở trong đóng ở một vuông. Và thuộc tính có giá trị thì viết sau dấu bằng. Đấy này, chẳng hạn như vậy. Nếu mà chúng ta chọn có trạng thái chúng ta thêm dấu hai chấm đằng sau như này thì đấy, cái này nó gọi là cái selector. Và chúng ta có thể test như sau. Chúng ta gán cho cái biến $test này bằng một cái biến là vap bằng $test. Và sau đó chúng ta tiến hành console chấm log ra cái p. Được chưa? Xếp xuống và chúng ta chạy lại cái trang kia, reload trang và chúng ta bật F12 lên. Chúng ta nhìn thấy cái R init 1 này không? Thấy không? Rồi, tiếp theo chúng ta nhìn cái số 0 không? P test nó chính là cái thẻ đúng không? Được chưa? Thì nó jQuery nó sử dụng cái biến cái đô la đóng mở ngoặc này để xác định cái thẻ HTML của chúng ta, xem nó ở đâu và ra gì, sau đó ép kiểu nó về kiểu jQuery object, đưa về kiểu đối tượng. Được chưa nhỉ? Nếu mà bây giờ tôi có hai thẻ thì sao? Đúng, các bạn biết nó sẽ xác định là mấy đối tượng, mấy thẻ ở trên HTML. Nó vẫn cứ ra một thẻ. Được chưa? Nó vẫn cứ ra một thẻ chứ không phải ra hai. Nhưng mà nếu mà ở đây tôi chuyển cái này thành class, và tôi có cái quy định class ở trong CSS là gì? Dấu chấm. Log p. Bạn nhìn thấy sẽ ra hai thẻ. Được chưa? Đấy là cái đặc thù của cái selector của jQuery. Khi các bạn sử dụng ID thì nó luôn xác định là một, còn nếu mà sử dụng các cái thuộc tính khác ví dụ như attribute này, tên thẻ này, class này thì nó sẽ sử dụng nó sẽ trả về cho các bạn một cái mạng các đối tượng. Được chưa? Thì đấy là cái jQuery. Sau đó nếu mà tôi muốn bởi vì cái
Các bạn còn nhớ cái đối tượng nó cấu thành bởi những cái gì không? Thuộc tính và cái gì? Hành động. Thuộc tính và hành động. Hành động nó chẳng qua là hàm viết ở trong cái thuộc tính, ở trong cái đối tượng thôi. Thì chúng ta sẽ có cách sử dụng, cách gọi thuộc tính là bằng dấu chấm tên hàm, đúng không? Thì chúng ta sẽ có, ví dụ nãy tôi dùng hàm tên là text. Hàm text, cái hàm này nó tương đương với cái hàm là chấm inner text, tương đương với thuộc tính là i.inner text. Bây giờ chúng ta set cho nó một cái giá trị, ví dụ như kiểu là t3h something, ví dụ như này, được chưa? Set cho nó một cái giá trị vào trong cái thuộc tính inner text thì chúng ta sử dụng cái hàm là hàm chấm text và giá trị viết ở trong này. Các bạn có thể viết số, viết chữ hay viết bất kỳ cái gì vào đây cũng được. Và chúng ta reload. Được chưa nhỉ? Rất nhanh. Xong chưa? Rất là nhanh rồi. Lấy ra. Các bạn thử đi. À quên, nghe thử rồi đúng không? Không thử nữa. Tiếp theo này. Nếu tôi muốn lấy cái text nằm trong những cái thẻ này ra ngoài. Lấy những cái text nằm trong thẻ ra ngoài. Thì tôi sẽ có p bằng $test.text. Thế nhỉ? Tôi không truyền cái gì vào thì tương đương với việc là tôi muốn lấy cái giá trị được viết giữa hai cái thẻ mở và thẻ đóng này ra ngoài, gắn cho biến p. Bây giờ tôi sẽ có cái console.log p vào đây. Console.log p. Và chúng ta reload. Các bạn nhìn thấy gì? Có phải là tổ hợp của hai cái text nằm trong hai cái thẻ p không? Đúng chưa? Đấy là cái tác dụng của cái hàm hay còn cái hành động chấm text của đối tượng jQuery. Thì ở đây chúng ta tổng kết lại một điều, đó là selector ở bên cái jQuery sẽ cấu thành từ selector 1 và chấm hành động. Đóng mở không? Như này. Hành động, chúng ta có một rổ các cái hành động khác nhau. Và chúng ta cần phải nhớ những cái hành động đấy. Thế thôi. Được chưa? Lấy text ra chưa? Cái thằng jQuery nó có một cái hay, đó là khi các bạn đã xác định được thẻ rồi ấy, mà các bạn chấm cái thuộc tính hành động ấy, thì tất cả các cái đối tượng nằm trong cái tập hợp, ví dụ như ở đây chúng ta nó sẽ ra là hai thẻ đúng không? Đúng chưa? Như bình thường thì chúng ta muốn set text cho thẻ nào, ví dụ chúng ta có một tập hợp các DOM, chúng ta muốn set text cho nó, chúng ta phải tiến hành vòng for, xong rồi set cho từng thằng một, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta không cần như vậy. Chúng ta, đây là một tập hợp này, một mảng này. Chúng ta chỉ cần đơn giản là chấm text phát set giá trị thì nó sẽ lấy, nó sẽ áp dụng cái text, cái giá trị cho tất cả các thẻ thỏa mãn cái điều kiện này. Được chưa? Đó. Tiếp theo, tôi sẽ có cái thuộc tính như sau. Ví dụ tôi sẽ có cái thuộc tính là .css này. Ở đây tôi sẽ có cái này. Tôi sẽ có cái này. Đây, tham số thứ nhất là background. Tham số thứ hai là green. Cái này nhìn có hiểu không? Cho bao nhiêu thẻ? Hai thẻ, cho cả hai thẻ đúng không? Được chưa?
thì là set thêm thuộc tính CSS và style vào cho thẻ, có những cái thẻ có class test. Ở đây set cái background trở thành green, xếp xuống, chạy. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái bài toán như sau. Bài toán như sau. UL LI. Đây là 1 2 3 4 5 6 class cao bằng 1 rồi gì hay thuộc tính green đây như này. Bài toán đặt ra là các bạn sẽ phải bôi chuyển background của những cái thằng LI nào có cái thuộc tính green này sang màu xanh cho tôi. Đơn giản, rất đơn giản thôi, là chuyển cho tôi cái những cái thẻ LI nào có cái thuộc tính green sang màu xanh. Làm nào để xác định cái thuộc tính, cái select, cái attribute ở trong jQuery và CSS như thế nào. Bây giờ áp dụng sang jQuery thôi, xem nó có làm được không nào. Không nhá. Rồi, dùng nào, sửa như nào. Này sửa như nào. Cái gì? Tôi không muốn cho class thì tôi mới bắt các ông sửa, chứ còn cho class vào thì nói năng gì. Sửa linh ta linh tinh. Nào ai xong như nào? Nhanh lên không tôi bắt cả lớp mày chống 50 cái luôn bây giờ đây này. Bây giờ là quá lâu rồi. Nào. Làm sao để check để xác định một cái thẻ có một thuộc tính gì đấy ở trong CSS. Tôi chết rồi. Lớp được một thằng trả lời được. Câu học hành cái gì vậy? Rất chán.
ngoặc vuông green chấm CSS background green, hết phim. Không nhớ một cái gì à? Hả? Xong. Bây giờ nha, ngay lập tức này, cả lớp trường văn mang giấy đây, nhanh lên, cần chưa? Mang giấy, mang bút ra. Không học được selector, các ông chẳng làm được cái gì cả. Ai không có bút, ai không có vở đi mượn. Làm nào làm có cái giấy, cái bút trong cho đây, ở đây cho tôi. Thật chưa? Học không học. Bây giờ phải đến lớp phải học. Search cho tôi cái CSS selector. Chép lại rồi toàn bộ cái chỗ này. Trong WP School. Chép cả tiếng Anh lẫn dịch sang tiếng Việt. Thứ nhất, chép cho tôi cái selector class chấm cái gì đấy. Tiếp theo chấm cái example description. Và dịch nghĩa sang bên cạnh cho tôi. Khẩn chưa? Ngay lập tức. Không xong thì liệu hồn. Thằng Văn ngồi tìm hiểu API của jQuery. Đi đâu nữa, tìm đúng rồi còn gì nữa. Học CSS sẽ tạo ra. Có biết viết không? Đấy, chép lại toàn bộ dịch nghĩa ra bên cạnh. Xong đọc lại rồi.
5. Cả hai thằng luôn đi chạy vào phòng đào tạo, phải chưa? Trong cái khung thiếu gì cũng nhanh. Mày nữa, đi luôn. Không dịch cả. Xong rồi làm gì, xong rồi đấy cho tôi, không có chuyện kiểu nhây nhây ra như này thì xong bắt đầu Google Translate rồi đó. Tôi nói dịch là dịch chứ không phải đi Google Translate. Dịch ngay cho bên cạnh tôi xong rồi nào xong rồi đấy luôn. Ok đúng không? Có hiểu dịch là như nào không? Tôi nói là dịch chứ không phải đi chép nhá. Giờ này tầm này buổi này không phải là buổi đi chép rồi. Ở cơ quan mắt tôi phải cho ông chép, tôi phải hiểu ông tệ đến mức nào đấy. Anh muộn cái bút, bút chê cái. Ai xong một bên đây rồi.
cho cái này là gì chuột. Dài lắm, cái đấy rất dài. Đáng lẽ là các bạn chỉ phải chép cái jQuery selector thôi, nhưng mà tôi bắt các bạn chép hết luôn cả CSS nữa để cho nhớ. Xong chưa? Chưa, được bao nhiêu rồi? 6 cái, bây giờ được 6 cái. Ủa, nó 20 mấy cái rồi mà.
Ngấy à? Ngấy chưa? Ngấy gì? Ngấy chưa? Ngấy cái gì? Ngấy cái việc dịch chưa? Làm sao mà lấy việc này là làm việc gì? Tại sao mày vẫn không nhớ được vậy? Nếu không phải dịch cái này thì dịch khác. Được bao cái rồi? Đến cái nào rồi? Đến HTML rồi gì? Rồi ok, tạm dừng ở đấy đã. Cái bài đấy buổi sau nộp đầy đủ rồi. Không được thiếu một đứa nào. Tiếp tục này. Test tiếp. Test tiếp này. À,
chúng ta sẽ có mớ thẻ P như thế này. Thằng này có ATTR trừ ID bằng 1. Xong là một đoạn lorem. Lorem tức là đoạn tích linh tinh ấy. 2 3 4 5. Được chưa? À, quên, 1 2 1 2 1. Bây giờ tìm cho tôi tất cả, chuyển cho tôi background của những cái thằng ATTR ID bằng 1 thì chuyển sang màu xanh, ATTR ID bằng 2 thì chuyển sang màu đỏ. Khẩn trương. Xong chưa? Tâm. Đã. Xong chưa? Được. Mấy học gì lâu ấy? Nam. Lắc cái gì? Hả? Cái gì? Làm sao để xác định cái attribute có value bằng 1? Attribute ATTR ID có value bằng 1. Làm sao để xác định được bằng jQuery nào? Đúng rồi. Đây, ngoặc vuông ATTR trừ ID bằng 1. Xong. Chấm CSS green, duplicate lên ID bằng 2 thì chuyển sang màu red. Chết nhầm bên này. Xong chưa? Chẳng có cái gì luôn đấy. Chứng tỏ cái thằng này viết xong không nhớ cái gì luôn này, không nhớ mình viết cái gì luôn này. Không được đâu nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ đến những cái API. Đến những cái API của nó thì chúng ta có thể vào trong cái phần này API document. Click vào đấy. Trong này nó là một rổ các cái API rất là nhiều, hàng trăm cái API của jQuery. Chúng ta đã tìm thấy cái thằng .css ở trong này, nhìn thấy không? Đúng không? Rồi, khi các bạn kích vào đấy, nhớ mở ra bằng tab mới nhé. Kích vào đấy các bạn sẽ nhìn thấy là cái định nghĩa này. Get value of compute style property of first element of inner set of match element or set one more OCS property for every match element, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta dịch ra vào đây là ví dụ ở dưới này, nó có ví dụ ngay đây này. Nhìn thấy không? Ở đây chúng ta có thể deep có thể span result này, deep style background blue cái gì đấy đúng không? Thì chúng ta có cái thăng result bằng HTML. Ở đây khi mà thẻ deep được click này
Đây chúng ta kích vào đây, nhìn thấy không? Kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây. Thấy không? Thì cái này nó là cái gì? Khi vào bất kỳ một cái div nào được kích thì nó sẽ lấy ra cái biến CSS, cái biến color bằng cái thẻ được kích, bằng cái thuộc tính background color của cái thẻ được kích. Sau đó cái result.html tương đương với .innerHTML sẽ bằng that div span style color bằng với cái color nhận được từ cái thẻ div này. Sau đó thì cộng với color, cộng với màu sắc. Đây. Nhá. Thì đấy là cái ví dụ về color ở dưới còn nữa cơ. Đây. Rất là nhiều, chúng ta có thể lấy được ứng dụng ra. Đấy. Thì hover vào color red, CSS color red. Được chưa? Thì chúng ta cần phải đọc những cái thứ như thế này. Được chưa? Còn rất là nhiều. Đây. Click me. CSS width cộng 200. Được chưa? Vậy rồi. Đấy, đấy là cái thuộc tính về CSS. Ví dụ như lúc nãy là text đúng không? Text. Đóng ngoặc đây, text đây. Cái text này thì chúng ta sẽ set như sau đây này. Đâu nhỉ? Đây. str bằng pfirst.text, sau đó là p.last.html bằng str. Thì chúng ta có thẻ p.text thì nó sẽ bằng là test paragraph. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có plast.html bằng str bằng chính cái test paragraph này. Thì đấy là cái cách dùng mà chúng ta xem ở trong này người ta dùng như nào thì mình có thể là sử dụng lại, học người ta mà dùng. Được chưa? Thì tôi sẽ nhắc các bạn những cái thẻ, những cái thuộc tính, những cái hành động, những cái API mà ở trong jQuery nó cung cấp sẵn cho chúng ta. Ghi, lấy giấy bỏ ra ghi vào nha. Chúng ta có chấm text là cái đầu tiên. Thì cái chấm text này chúng ta lưu ý cho tôi, giống như lúc nãy tôi nói, cái chấm text đó là khi mà có giá trị ở trong cặp dấu ngoặc này thì các thẻ được xác định bằng selector của chúng ta sẽ được gán cái text bằng cái text bằng cái giá trị viết trong dấu ngoặc. Đây là cái thứ nhất. Còn nếu mà cái text này mà không được set, không được lấy cái gì ở trong thì nó sẽ lấy ra tất cả những cái text viết ở trong đấy. Ví dụ như sau. text.html. Đây, ví dụ tôi có thẻ P, xong có thẻ B nữa. Thẻ B là name 2 chấm. Đây tôi để ngoài này là thiện TH. Được chưa? Trong này tôi sẽ có xác định cái thẻ P này bằng cái cách là xác định thẻ đầu tiên ở trong thẻ P đầu tiên ở trong CSS là như nào? p2.first thôi, ở trong JS thì chỉ có first thôi. Chấm text và content bằng, chúng ta tiến hành console.log làm cái content. Được chưa? Thử cái nhá. Chúng ta nhìn thấy gì? Name thiện đúng không? Được chưa? Các bạn có nhìn thấy thẻ B không? Có nhìn thấy thẻ B khi mà chúng ta lấy ra ngoài không? Không thấy đúng không? Ở trong phần console không thấy đúng không? Thì là ở đây cái thẻ text này nó chỉ lấy cái giá trị đi ra thôi. Lấy những cái gì gọi là text ra ngoài thôi, chứ còn không quan tâm đến thẻ. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như tiếp tục như sau. Chấm text để đẹp trai chẳng hạn. Được chưa? Giờ output nó sẽ ra là như nào? Đẹp trai ở trên thẻ P. Console log có ra gì không? Console log ra gì? Vẫn ra name thiện TH đúng không? Đúng chưa?
Xong chưa? Đã hiểu cái tách chấm tách này chưa? Được chưa? Tiếp này. Chúng ta có hàm thứ hai. Hàm đầu tiên là hàm chấm tách. Hàm thứ hai là hàm chấm HTML. Được chưa? Nếu tôi sửa cái này lại thành chấm HTML thì sao? Xem output là như nào nhá. Ra cả thẻ B đúng không? Thì ý nghĩa là gì? Hả? Lấy toàn bộ HTML ở phía trong của cái thẻ gốc của chúng ta là thẻ P này. Lấy tất cả các thẻ HTML và nội dung của nó ra ngoài. Được chưa? Rồi xong. Thế vậy thì tiếp theo lại p.first.html .html ở đây là thẻ A có href bằng rỗng sược A. Như này thì sao? Chính xác. Sao giờ mày khôn thế? Sao nãy mày không trả lời được như này đi? Xong chưa? Hiểu HTML chưa? Nhét cái thẻ, nhét cái cấu trúc text ở trong này nhưng mà chuyển nó sang thành dạng HTML vào trong thẻ. Được chưa? Xong cái thẻ tiếp theo. Đấy là cái thuộc tính HTML. Tiếp này. Chấm remove. Được chưa? Chấm remove nhá. Bây giờ chúng ta xem cái element này. Nhìn thấy thẻ P đi không? Chúng ta nhìn thấy thẻ P đúng không? Ủa? À đây tôi thiếu. Thôi rồi tôi comment cái mớ này vào. Đây chấm remove này. Bằng p chấm first chấm remove. Coi nha. Còn thẻ P không? Thì sao, ý nghĩa là gì? Xóa chính cái thẻ đấy và tất cả nội dung của nó đi đúng không? Được chưa? Tiếp tục. Học hết mấy cái này cũng mà đến Tết. Bây giờ tôi chỉ có dạy các bạn những cái thường dùng thôi. Empty. Empty là gì? Rỗng đúng không? Ở đây, tôi comment cái em remove vào đây. Nhìn thấy thẻ P không? Có nội dung không? Thì là tất cả nội dung ở trong thẻ đấy đi. Chỉ giữ lại chỉ mình cái thẻ đấy thôi. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp nhá. Có chịu được nữa không? Rồi, tiếp này. Chấm fade ở toggle ai không chấm click đã chấm click. Được chưa? Click ở trong này là cái function, đây là sự kiện là set sự kiện on click. Còn click bắt đầu khoai hơn rồi đấy nha. Thế là chúng ta sẽ có như sau. Ở thì thẻ P. Thẻ P này. Đây là content. Content here. Đây là tôi có một cái thẻ button. Chẳng có cái vẹo gì. Không nhá. Bây giờ tôi sẽ bắt sự kiện on click cho cái thẻ button này. Thì tôi sẽ làm như sau. Đô la. Làm sao để xác định một thẻ ở trong HTML, ở trong CSS chỉ xác định style cho một thẻ thôi.
button gọi tên thẻ chấm click function phía trong này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ xác định làm sao để xác định thẻ P kia, đô la P chấm text. Ví dụ tôi có một cái biến cao và cao ở trên này bằng 0, on click text bằng cao, sau đó là cao cộng cộng, được chưa? Thử cái giống on click chưa, chạy nhanh hơn rất là nhiều đúng không? Thêm cái nữa này, đây hai nút đúng không? Lên không? Lên không? Giờ sao? Ừ? Áp dụng cho tất cả các thẻ button, được chưa? Tiếp nữa này, đây là class bằng plus class bằng minus. Rồi giờ tôi muốn set khi mà kích vào cái thẻ cộng này, ở cái button cộng này, thì cái nội dung của thẻ P sẽ được mỗi lần kích vào đấy cộng lên một đơn vị, còn nếu mà trừ thì thằng kia sẽ trừ đi một đơn vị. Đọc cho tôi coi xem có giải pháp nào không nào. Khi thẻ có thẻ button có class bằng plus được click đúng không, chấm plus đúng như nhỉ, thì cao cộng cộng sau đó mới hiển thị đúng không? Xong sao nữa? Minus click thì cao trừ trừ và cũng thay đổi text đúng không? Xong chưa? Có thế thôi. Xong chưa? Ngày xưa ấy, khi mà chúng ta làm muốn làm cái sự kiện on click này thì chúng ta dùng như gì con nhớ không? Nhớ. Ngày trước là phải, nếu mà bắt cái sự kiện on click này thì phải như này này. Document.getElementByClass Get Query Selector đi. Query selector bằng cái chấm plus chấm add event listener click và hàm callback ở dưới này function đóng ở ngoặc đấy, nó như này cơ. Và bây giờ tôi bê cái này lên xem có được không nhá. Rồi tôi có tạm thời comment cái này vào. Kết quả tương tự đúng không? Nhưng mà code thì sao? Dài đến gấp đôi luôn. Bao giờ này thường thường nó sẽ dài hơn gấp đôi bình thường. Xong chưa? Đấy là cái lợi ích của jQuery thôi. Người ta cung cấp sẵn những cái tương tác nhanh trên hệ thống. Hiểu selector là gì chưa? Rồi tiếp này, xong cái on click rồi nhá, yeah. Tiếp theo đến hàm toggle nghĩa gì? Dịch xem toggle nghĩa gì? Bật đúng không? Nó giống như công tắc ấy, bật tắt được chưa? Thì giờ có gì tôi thay cho cái việc cao này, tôi sẽ p.toggle trên mẹ quên, tôi comment tạm những cái này vào, tôi viết xuống dưới nữa. Được chưa?
kích vào button plus hay minus đều toggle cả. Viết này nó hơi ngu si nhưng mà thôi kệ nó, chẳng sao. Sao toggle là gì? Để im nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi cái display. Được chưa? Toggle thì chúng ta là nếu display bằng none rồi thì bỏ display none. Còn nếu display khác none thì chuyển nó thành none. Xong, đấy là cái class toggle. Xong chưa? Trông mặt thằng này vẫn ngu rồi. Cái gì sâu hồn? Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Tiếp tục chúng ta có thêm, tôi nhét thêm hai cái nút nữa. Đây tôi để là fly out. Bay ra. Fly out. Và bay vào, fly in. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có, đây là hàm fade in. À, fade out chứ. Fly out. Thì chúng ta có hàm fade in. À, fade out, xin lỗi. Còn ở dưới kia chúng ta sẽ có hàm fade out. Fade in. Giá cả lẫn lộn. Được chưa? Coi cái nhé. Thấy gì? Nó mờ dần rồi mất đi đúng không? Tác dụng nó cũng như thằng toggle thôi. À, nó có thêm hiệu ứng thôi gì? Năm nghìn giây thì vớ vẩn ông phải đến sang năm. Được chưa? Và chúng ta có thể xét thêm cái thời gian để nó biến mất. Đúng không? Đây là thời gian biến mất này, thời gian tác động này. Nó cứ mở dần, mở dần, mở dần. Được chưa? Xong. Fade in và fade out. Được chưa? Không nhỉ? Tiếp này. Chấm ATTR. Ờ, khôn đấy, attribute. Ví dụ chúng ta có như sau. Có như sau. Chúng ta có một cái input type text. Có name bằng img url. Enter image url. Xong chưa? Và chúng ta có một cái img. Img src tôi để rỗng. Được chưa? Để rỗng. Cái này tôi sẽ có width bằng 400 pixel. Bây giờ coi nha. Này chắc phải br xuống. Không có ảnh đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi muốn là tôi viết một cái đường dẫn ảnh vào đây. Thì cái gì? Ảnh kia nó sẽ hiển thị ra cái đường dẫn đấy. Được chưa? Ngay lập tức luôn. Bây giờ làm nào? Thứ nhất, chúng ta phải lấy được cái giá trị của cái thẻ input. Đúng chưa? Và chúng ta phải bắt được cái sự kiện là khi nào người ta điền cái gì? Link vào. Được chưa? Thì giới thiệu chúng ta một mớ các cái thuộc tính luôn. ATTR này.
on key up này. Key up này. Được chưa? Rồi chấm van này. Đây là một tổ hợp. Chúng ta sẽ có như sau. Nó như sau này. Làm sao để xác định cái thẻ, cái thẻ input có name bằng IMGURL bằng gì? Đô la. Sao nữa? Đây 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 đây, xem kỹ. Name thì viết thẳng name ra. Thế viết gì? Viết gì? Đúng rồi, trong ngoặc vuông. Đây. Name bằng IMGURL. Thế thôi. Xong. Chấm key up function. Những cái hàm liên quan đến sự kiện này chúng ta thường thường có cái callback nằm trong. Được chưa? Cho nên chúng ta viết function ở đấy được. Đây tôi console log. 1 vào đây đã, 10 vào đây đã. Để test, tôi test trước đã xem nó có nhận không. Được chưa? Reload này. Nhìn thấy không? Ra rồi đúng không? Bây giờ tôi lấy value của cái thẻ này, của cái thẻ đang xảy ra này. Được chưa? Tôi sẽ có tiếp là console log là $this. $this là chính nó nhá. Được chưa? Chấm van. Xong chưa? Chấm van. Coi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hàm chấm van là gì? Chấm value đúng không? Để lấy ra giá trị của nó. Được chưa? Xong chưa? Nhưng mà nếu mà như này sao? Ví dụ tôi có cái va value bằng this.van. Sau đó tôi sẽ lấy là đô la this.van bằng value cộng 20. Thì sao? Tôi vừa điền số 1. Đây tôi làm lại nhé. Thấy gì? Có phải thế nó thêm số 20 vào không? Được chưa? Bởi vì nó swing mà. Đã ép kiểu đâu mà nó trả ra 120. Hiểu chưa? Rồi ok, xong. Bây giờ khi sự kiện key up thì chúng ta đã lấy được cái value của cái thẻ input rồi này. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuyển sang là set cái src cho thẻ img. Được chưa? Đây thẻ img là thẻ này đúng không? Rồi giờ sao? Đô la. Sao để xác định cái img kia? Img 2.first chấm attr thuộc tính src bằng với cái value. Được chưa? Giống cái gì? Nãy giống cái thuộc tính gì? Giống cái hàm gì? CSS. Giống y xì kẹt luôn. Test cái. Đi kiếm ảnh. Đây. Chịu gì mà chịu, chuyện bình thường mà. Được chưa? Xong chưa? Đấy, ra ảnh này này. Cái khác. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Xong chưa? Đấy là chúng ta học được khá khá mấy cái hàm rồi đấy. Take HTML, remove empty, toggle, rồi fade out, fade in, attr, key up, van. Đấy là cách dùng.
Hôm sau tôi sẽ chỉ cho các bạn thêm một vài cái nữa, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập. Còn hôm nay thì bài tập của chúng ta sẽ vẫn là đi chép. Được chưa? Và tự luyện tập cho tôi cái phần này. Bài hôm sau chúng ta sẽ luyện tập trên cái mô hình như sau. Chúng ta nhìn những cái giỏ hàng rồi chưa? Rồi. Cái giỏ hàng ấy ở trong vào Lazada. Rồi. Chúng ta sẽ làm một ứng dụng như sau. Rồi yên tâm, tôi cho các bạn làm những thứ hay hơn rất là nhiều. Ví dụ như đây là cái form nhá. Được chưa? Đấy, tôi là tên sản phẩm này. Viết một viết text vào đây. Tiếp theo là ảnh sản phẩm này. Viết text vào đây. Tiếp theo là giá. Thì viết số vào đây. Đây là số lượng mua thì viết vào đây. Bấm cái nút thêm. Bấm nút thêm thì chúng ta sẽ có một cái danh sách bảng ở đây. Hiển thị đây là ảnh, tên, đây là số lượng, đây đơn giá. Thì đây là ảnh, thì khi bấm nút thêm thì cái ảnh đường dẫn này chúng ta sẽ biết nhất xuống đây. Tên sản phẩm, số lượng và đơn giá. Tiếp theo nếu mà có thêm sản phẩm khác nữa, lại bấm thì lại sổ xuống. Đấy, một gì đấy, được chưa? Sau đó ở dưới thì chúng ta có một cái hàng là tổng tiền. Tổng tiền thì sẽ bằng đơn giá nhân với số lượng của tất cả các thằng ở trong này, để nó xuống dưới đây. Được chưa? Và tôi quên mất là ở đây có một cái button là nút X để xóa cái sản phẩm này khỏi giỏ hàng đi. Đấy sẽ là bài hôm sau chúng ta làm. Bạn nào có thời gian nên làm trước, nghiên cứu làm trước đi. Nhà chúng ta đủ khả năng để chúng ta còn thiếu mỗi một hàm nữa thôi. Còn thiếu mỗi cái hàm là này, hàm này. Đây tôi demo luôn. Đây nhá. Đây hàm này là append. Được chưa? Chúng ta sẽ có hàm như sau. From này, enter something. Sau đó là có cái thẻ P đúng không? Đô la. Giờ sao? Sự kiện ở đây là gì? Khi bấm vào cái nút Add More thì sẽ bật ra cái prompt, bật ra cái prompt để viết text vào. Sau khi OK xong thì append vào thẻ P đúng không? Rồi bây giờ xem là như nào nhá. Thấy gì? Nó nối thêm một cuối. Đấy chưa? Làm lại cái nữa. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ viết là thẻ BR đi. Nhớ tay. BR này. Ở đây tôi có thẻ strong. Được chưa? Tôi viết HTML nhá. Thấy gì? Nó chuyển thành HTML luôn. Nhưng nó khác với HTML. HTML kia là nó xóa toàn bộ nội dung đi, nó viết ghi đè lên đúng không? Còn thằng append này là nó làm sao? Ghi thêm vào cuối. Xong chưa? Các bạn hoàn toàn có thể dùng cái đấy để làm này. Append sẽ phải dùng. Đấy là toàn bộ nội dung bài ngày hôm nay. Buổi sau đừng để tôi điên tiết lên tôi bắt chép phạt nữa thì nhục đấy.